xin cho là cách cái nhà. Dạ. Ở trong cái đầu máy. Dạ. Tôi không có. Ở đây thì bây giờ nắng chang chang luôn anh chị, nhưng mà được cái là có gió nó cũng mát ha. Đây thì như là mình cũng gần với biển Khâu Băng. Khâu Băng. Ở đây là một căn nhà tình thương anh chị ha. Đây nghe nói là có một bà cụ hả Ron hả? Dạ, bà cụ một chỗ. Dạ. Còn hai đứa con thì mất. Dạ. Rồi thôi mình đi vô đây coi. Đi vô đi. Đây thì hai đứa con mà mất hết. Ông mới làm dây chai về á. Dạ, làm dây chai hả? Dạ, ông mới làm dây chai ngoài biển. Trời ơi. Dạ. Dạ con chào ông. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? 81. 81 tuổi hả? Dạ. Dạ, mà ông còn đi lượm dây chai để sống hả? Dây chai sống với bà chứ không có con, không gì hết trơn á. Dạ. Rồi thấy hai đứa con mất trẻ dữ hả ông? Mất nó còn nhỏ à. Trẻ. Dạ. Rồi sinh thằng cháu ngoại nó bệnh cảm nó chết rồi cũng chôn ở đây luôn. Dạ. Hai đứa chôn cái xe bà nội chính giữa rồi. Dạ. Hai đứa nằm hai bên. Vậy là giờ ở đây chỉ có ông với bà ở thôi. Dạ. Rồi ông chăm sóc cho bà. Đó. Còn bà thì bị tai biến hả bà? Tai biến liền. Hả? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 70. 70 vậy. 70. Dạ. Vợ là giống như là bà cũng không có đi đứng gì được hết. Còn nhiêu là ông lo. À. Đức ruột ha, thấy ông đi lượm dây chai để chăm sóc bà Đức ruột hả bà? Trời ơi, con nghe nói mà con thương quá trời luôn. Dạ. Gần không? Lượm dây chai gần không? Đi tuốt ở ngoài biển dài biển đó rồi. Dạ. Đi không được cái cô bác người ta thấy thương rồi, khi người ta thương người ta cho kêu bị dành cho. Mà cũng dạ. Đây đó cũng xa hả? Dạ xa. Rồi ông đi bằng gì ông? Xe đạp đó, chiếc xe đạp tôi để trước đó, xe cũ đó. Trời ơi. Dạ. Cũng mấy cây số hả? Dạ, nghe thấy dạ. Đứt ruột không? Cũng hai ba cây số. Dạ. Thì đúng rồi, đây đó hai ba cây phải. Nghe đứt ruột. Dạ. Thì giờ vậy là giờ phải đi làm nuôi bà chứ giờ sáng rồi không có ăn bánh thì bà chốt ruột. Dạ. Bánh mì hay gì vậy bánh dạ. Vậy đó mua. Rồi ông chăm sóc cho bà hàng ngày. Dạ. Rồi có cái xe lăn này rồi ông đỡ bà qua đặng đẩy dạ. Tới đẩy lui. Đẩy tới đẩy lui ra đằng trước. Trời, trời ơi. Dạ. Rồi, nghe thấy thương. Rồi, chiều ấy đi buổi hay gì hay gì cái rồi ta chiều cái tắm rửa. Dạ. Dạ. Ông chăm sóc bà hết tắm rửa cho bà luôn. Đó. Dạ, lau mình đồ cho mát mẻ ha. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Vậy là cái dây chai này mình đi lượm mình để dành đấy hả ông? Dạ, dây chai lượm để dành đó. Dạ. 3 bữa, 10 bữa mới bán lần. Dạ. Ở đây con thấy có lon bia, lon nước ngọt ha. Dạ, người cái... ta chờ đó. Dạ. Cái này giống như là những cái điểm mà những cái quán khu du lịch đồ ha ông hả? Dạ không có, như người ta nhậu dài dài như quán nhỏ nhỏ vậy đó rồi người dạ. Ta cho, kêu ngang cái người ta cho. Dạ. Còn cái xe này là của ông đi đây. Dạ. Dạ. Đây cái xe đạp của ông đi hành nghề. À. Ở đây là cái chỗ này là ông để dành để dây chai. Dạ. Dạ. Ở đây thấy có lon bia nè, dạ. Có giấy thùng. Giấy thùng rồi đó. Đủ thứ. Đủ. Có chai nước ngọt, chai nước suối. Đây anh chị. Để dành cái lâu của mình bán một lần ha. Trời ơi gió quá trời. Dạ. Còn cái xe đây là cái xe để ông đi đây. Là ông đạp phải không hả? Ông đạp đi á hả? Đạp không à. Đạp rồi xong rồi để đây cái này là để mình để mình chở đồ về. Để bao này vậy nè, để dạ. Mình dạ. Chở về. Dạ. Dạ. À, ông cụ bây giờ là 81 tuổi rồi anh chị mà lưng còng vậy nè. Cũng phải đi lượm dây chai hàng ngày để mà chăm sóc cho bà. Đang mình lo ăn uống cho bà. Dạ. Để đó đi, để đó. Đó đánh mà sao mà trước nó còn đi kéo dạ. Tạc cho người ta tạc đất. Dạ. Mới à. Ông bà bệnh rồi ông dạ. Tạc đất kéo hồ á. Dạ. Kéo hồ ôm mà tạc đất. Lấy cái đống tạc mà lấy. Ngồi đi. Dạ. Ông đi lượm dây chai vậy rồi ông đi lượm ở đâu hả ông? Lượm ngoài biển á. Dạ, rồi từ đây ngoài xa dữ không ông? Xa ba cây rưỡi số à. Ba cây rưỡi số. Dạ, rồi đạp xe đạp cùi vậy đó đi à. Dạ. Một ngày được bao nhiêu tiền không? Chừng có khi hai đi chỗ. Đi hai ba ngày mấy bác. Mười ngàn, hai chục ngàn, vậy đó. Dạ.
Ri mũ. Dạ. Mấy giấy có 500 ký à. Dạ. Không có nhiều. Dạ. Mũ thì đâu được 2.500 ha, 2.000 có khi rồi nó sụt nữa. Dạ. Rồi sắt thì 3.000, 2.000 vậy đó. Rồi. Nhưng mà ở ngoài biển con thấy nó đa phần là chỉ có những cái chai nhựa rồi thôi chứ đâu có gì sắt đồ người đó không? À, không có. Chai nước uống với chai coca gì bậy bạ vậy đó mà tôi không có đi lượm nổi giò vậy rồi cơ. Cháu nó bán gì ngoài đó thì nó nói ông để con lượm cho ông cụ. Dạ. Rồi giờ ra đây rồi con cho ông. Giống như là người ta gom sẵn rồi người ta cho ông. Dạ. Dạ. Chứ mà ông bây giờ con thấy cái lưng ông còng hết trơn rồi. Dạ, đi không có nổi. Rồi hồi trẻ mình làm công việc gì ông? Tôi lúc trẻ là tôi cũng đi mần mướn rồi nuôi ở trên Thành Hải đó đi tháng xa thả 600.000. Một năm hay sáu quên rồi. Tháng 600. 600. Coi vừng xài với nhãn. Dạ. Rồi mà con tôi chết vậy mà chủ nhà đó bà lúc cho nhà tình thương này mà trừ 2 ngày. Dạ. Con tôi chết đi lấy bên trong đất lấy gì mà trừ 6 ngày nữa. Dạ. Trời không thương mà trừ rồi bà nói thôi ấy thím trừ vậy tôi trừ cho 10 ngày bà nói thím nói không được tôi trừ nhiêu tôi lấy nhiêu à. Dạ. Rồi để rồi trừ tiền tháng vậy đó rồi. Dạ. Rồi cái tôi xin tôi nghỉ ở cũng 2 năm trời. Ở bên sông Đốc à. Sông Đốc là hình như là Kiên Giang hả? Kiên Giang á trời. Dạ. Rồi đi lên rảnh bữa nay lên. Rồi mời mấy lấy cốt về rồi mốt chôn. Dạ. Không rồi mà mấy ngày vậy bà trừ tôi mấy ngày tôi nói thôi tôi trừ cho 10 ngày luôn. Dạ. Rồi mấy chú đó bị như thế nào mà mất ha không? Đi biển, đi cào ở ngoài hào ở đâu đó nữa. Rồi bị tai nạn. Tai nạn rồi nó té xuống biển rồi nó vớt lên không thay đồ cái bị cảm. Dạ. Để nằm. Dạ. Cũng như là đi biển rồi bị cảm mà mất ở ngoài ghe luôn. Mất luôn. Rồi nó nằm ở trên sân hàng và nó không thay đồ đó nắng nó rồi nó bị cảm. Nó chết ngày nay, ngày mai nó mới trở về tới Cà Mau. Dạ. Trở về tới Cà Mau rồi là mới điện về đây là tôi dưới này mới lên. Dạ. Đi lên thì trở về đây chôn mà vậy mà trừ tôi 4 ngày. Dạ. Nếu không tôi trừ cho 10 ngày luôn. Dạ. Đấy, giờ muốn trừ nhiêu nó trừ đi con tôi chết thì muốn trừ nhiêu trừ. Nhưng mà ở Khâu Băng đây thì đa phần là người dân mình làm nghề biển nhiều nhiều phải không ha? Người làm nghề biển hết 9 người rồi. Ông ngày xưa không có đi biển không? Có lúc thời gian có đi đóng đáy ruốc. Dạ. Đi tạp với người ta. Không đi biển đi đây, biển này. Đi đây, biển này, đây. Biển Khâu Băng mình ha. Dạ. Dạ. Rồi lúc tôi đứng hồn nghiệp. Dạ. Rồi cái bệnh dịch rồi cái nó trời ơi ông bà bệnh vậy rồi ông đi tới đi lui đó bệnh chết thôi ông nghỉ đi. Dạ. Tôi mới nghỉ. Dạ. Nghỉ ở nhà luôn riết tới năm nay luôn. Dạ. Bà bệnh nay bao nhiêu năm rồi bà? 2 năm mấy rồi. Dạ. 3 năm rồi đó hồi 3 năm. Bệnh dịch á. Dạ. Rồi hồi trẻ bà cũng đi làm chung với ông hả? Cũng mang. À, đi mần chuyện khác, cắt lúa, cắt đồ vậy đó. Dạ. Cũng như ai kêu gì mặn nấy mà. Dạ. Ở dưới quê đây mình anh chị thì như là phụ nữ thì nhiều khi là mình sẽ làm những cái việc cũng như là làm rẫy đổ đây như là mình làm xoài, làm những cái củ sắn, dưa hấu rồi đó. Còn đàn ông thì đa phần là mình sẽ đi biển ha. Đây thì như là mình ở đây đi ra tới một tí là bắt đầu là mình tới biển rồi. Ở đây đi ra tới biển cũng gần ông ha. À đây ra đó chừng 3 cây số trở lại. Vậy là cái điểm đó là ông như là mình đi lượm ve chai ngoài đó. Nhưng mà lúc trước thì đi lượm nhưng mà lúc sau thì giống như là không có khỏe nên là người ta nói thôi để tôi đi gom cái cho giờ cắn không yếu ngoài người ta ấy, rồi người ta gom lại cái người ta điện ra. Một ngày kiếm được có 20.000 30.000 vậy đó đặng về lo cho bà. Chứ giờ còn có 2 già hủ hỉ rồi, giờ đâu có còn người con nào nữa ha ông? Dạ, không có 2 đứa con, chết trần. Chết trần rồi. Bởi nên là giờ chỉ có 2 già hủ hỉ với nhau à. Mà ông nay là 80 mấy tuổi rồi, phải chăm sóc bà. Bà nay 70, bà bây giờ tai biến. Nhưng mà ông cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha. Chứ để mà ông phải có sức khỏe, đặng lo cho bà. Dạ. Chăm nước uống không? Thôi được rồi, dạ con không uống đâu, bà ngồi đi. Ngồi đi. Không sao. Dạ. Tụi con đến thăm bà thôi mà, thăm ông bà chứ tụi con uống nước hồi nãy tụi con cũng uống nước trên xe rồi. Dạ. Rồi đi lượm vậy rồi ông đi từ mấy giờ tới mấy giờ ông?
Tôi có khi sáng đó nói 9 giờ hay là 7 giờ rưỡi tôi đi. Dạ. Đi về cái 10 giờ về cái tôi làm cơm cho bà ăn. Có dạ. 10 giờ, bữa 12 thì giờ, bữa 1 giờ, ừ. không biết giờ không nào. Có, không có cái đi vòng vòng. Đi ăn cơm dạ. Đó. Rồi đây mua đồ ăn gì ăn? À, mua ricotta, rồi cà phê, đủ thứ, rồi cá bóng dừa, chút chút dạ. Vậy đó, mua cái gì ăn. Ở dưới này. Dạ. Rồi có cô bác thì bán rau cải thì cậu nghe tới rồi cho thịt, rau. Thịt nhỏ có nó bán rẻ thôi rồi mua. Dạ. Mua rồi trưa, rồi trưa về rồi đi tiếp. Dạ, không nghỉ rồi chừng mát được á, cái tôi đi chừng 2 tiếng hồ cái tôi về rồi đặng tắm rửa bà nấu cơm. Dạ. Vậy đó. Vậy là ông vậy như lau mình cho bà hả hay là tắm? Tắm luôn. Tắm mà đem vô nhà tắm. Tắm đây ngồi đây cái rồi vậy đó cởi đồ ra cái tắm. Lấy nước tắm luôn. Lấy nước pha nước nóng dạ. Tắm. Nhưng mà cũng có cái xe lăn này thì dụ như là muốn dắt ra dắt vô nó cũng đỡ. Đỡ, đây dắt ra đem đồng ngoại cho bà chơi nó đẩy ra. Dạ. Rồi cái rinh bà qua ghế này cho bà ngồi bà có đá xuống cái bồ này. Dạ. Vậy đó. Trời ơi, vậy là lo hết. Yeah. Lo hết, như là bà giờ là đâu có còn sức khỏe gì để mà lo chăm lo cho sức khỏe đâu, nên là ông phải lo hết. Yeah. Từng miếng ăn, tắm rửa, vệ sinh đầy đủ. Yeah. Bởi vì con phải có đứa cháu gái cũng được. Yeah. Mà bây giờ thấy sức khỏe trong người mình khỏe dữ không ông á? Cũng còn khỏe mà yeah. Không biết bữa ngày hôm qua tôi lên tôi khám rồi cô đó nói ông hay bệnh gì chóng mặt tôi nói quên rồi. Ừ. Gối loạn tiền đình hả? À, tài biến hay gì đó. Dạ, huyết áp hả? Dạ. Dạ, ông bị hả? Không, hồi đó giờ không có, mà sao lên khám bác sĩ trển nói vậy không biết rồi mới đưa dạ. Cho thuốc về uống. Dạ. Nói sáng ông uống một viên. Dạ. Cao huyết áp. Dạ, dáng gọi là bị huyết áp. À, sợ tăng huyết áp. Dạ. Chứ hồi đó tới giờ tôi đâu có cái vụ đó. Ở đây bây giờ kinh tế bây giờ khó khăn quá hả ông ha? Dạ. Dạ. Người trẻ ở đây giờ làm ra tiền gì nhiều không ông? Người trẻ ông biết á. Mấy năm trước thì đóng đái đâu có, năm nay đóng không có gì hết trơn, năm nay thất dữ lắm. Mà năm nay thấy gió biển quá, ngoài đó chắc cũng làm cũng khó luôn. Cũng gió quá rồi không có ghe đi được nữa. Mấy đứa nó đi cào ngoài thì giờ nó nói sao mình trong này gió vậy mà ngoài nó là cào được không biết nữa. Phải cái là cào được mà cào tôm không à. Dạ. Tôm không chứ. Ngày xưa mà có hai người con thì nó đỡ ha. Dạ. Đỡ. Dạ. Cái chú mà lớn nhất là bao tính ra là sinh năm mấy không? Nó tuổi thìn đó. Tuổi thìn. Thìn nó con như nó nhỏ, như nó thằng út. Nhỏ lớn. Dạ. Nhỏ lớn thì tuổi sửu. Tuổi sửu. Dạ. Nhỏ lớn nay cũng 50 hay 51 gì đó. Dạ. Bởi vậy nếu mà mình có được người con á, cháu đủ đến chăm sóc còn đỡ. Yeah. Chứ mà giờ có hai già thì thấy khổ lắm. Khổ bây giờ. Nó dạ. Tôi ba ngồi vậy mà tôi có rủ tôi nằm xuống cái thì vợ chồng già chết hết. Dạ. Đâu có con hay cháu gì lo. Dạ. À, chồng sớm là tới lo đó rồi. Hết. Dạ. Đấy. Bởi vậy thấy cuộc sống mà giờ ở dưới quê mình á mà toàn là người già không. Dạ. Mà gặp mà như kinh tế không có, ông phải đi làm những cái việc nó thấy đi lượm ve chai đồ thấy quá trời cực đi. Yeah. 81 tuổi mà vẫn còn đi lượm ve chai anh chị. Đi mà nắng nôi ở đây thì xứ biển mình ở đây thì nắng gió kêu bằng là gió nhiều nắng, khi. Nắng thấy sợ luôn. Nhiều khi có bữa gió mà quá là nhiều khi dễ bị trúng gió cảm luôn á chứ không phải vẫn chơi, gặp gió biển nữa. Yeah. Nên là rất là nguy hiểm. Yeah. Hôm nay thì tụi con cũng đến thăm ông bà ha. Dạ. Yeah. Con cũng xin kinh phí Mạnh Thường Quân để tặng cho ông bà một tí quà để ông bà mua đồ ăn ngon ngon là có sức khỏe nha ông bà nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn vậy, tôi cũng cảm ơn. Dạ. Con gửi cho ông bà 2 triệu để ông bà có tiền ông bà ăn uống đồ cho có sức khỏe ha. Dạ. Dạ rồi con gửi cho ông đây là 2 triệu. Dạ. Dạ. Ở đây là 1 triệu là của bác Võ Văn Đáng ở bên Mỹ. Dạ. Và 1 triệu là của chị Oanh ở bên Mỹ gửi tặng cho bà con Bến Tre mình. Dạ. Cảm ơn. Dạ. 2 triệu này đi lượm ve chai là vất vả luôn ha. Dạ, lâu lắm. Dạ. Để vậy rồi cái tiền này nếu mà mình để mình sinh hoạt hàng ngày thì xài được bao lâu không?
Bà tính bà một tháng vậy đó là 750.000 tiền bà ăn sáng chứ chưa có tính tới tiền đồ ăn. Dạ. Đó. Giờ là đồ ăn đó thì không có tính, bà là nào qua muốn ăn tô bún riêu thì 25.000. Dạ. Ổ bánh mì ha cái gì vậy đó là 20-10,000. Dạ. Vậy đó. Vậy rồi ông bà ăn rồi ông đi kiếm ngày có 20-30.000 sao ông ăn? Ông tôi uống nước trà. Uống nước trà ông không ăn hả? Không. Ông nhường cho bà ăn hả? Ừ, tôi không ăn rồi, gì hết trơn á. Uống trà hút thuốc tiền lọc. Dạ, sao hút thuốc tiền lọc rồi đã dấn rồi. Dạ. Dạ. Vậy là cũng như là ông nhường cho bà hết luôn. Dạ. Trời ơi, bà mừng á bà. Dạ, vui không bà? Thấy nói chứ con đến đây mà thấy ông chăm sóc bà vậy là ông thương bà dữ lắm á. Dạ. Gia đình hạnh phúc là đây rồi. Dạ. Bởi vậy nhưng mà như thấy gì đâu kiếm ngày có 20-30.000 mà ông nhường cho bà ăn hết trơn à, ngày có 30.000 thì ăn ngày đó hết trơn. Dạ. Bị sáng thì ăn phải ăn chứ không ăn chứ không có nói chứ tại bà bệnh bà uống thuốc. Dạ. Còn ông thì giống như là ông nói thôi kệ đi, tôi còn khỏe tôi nhường cho bà. Dạ. Hả ông hả? Dạ. Bởi vậy đứt ruột bà tháng bà hai hộp sữa đó là hết 400.000 rồi đó. Dạ. Tiểu đường đó. Dạ. Đó mà tất cả gì cũng do cũng lo cho bà hết trơn ha. Dạ, dạ. Vậy đó. Dạ. Ngày xưa là ông đâu coi ông lớn hơn bà 11 tuổi. Lớn hơn 11 tuổi. Ngày xưa chắc bà đẹp lắm hả? Đẹp. Dạ. Bà đẹp lắm. À, ông đi nhớ câu ngày xưa anh nói anh yêu quá em thôi phải đeo quốc mùa. Dạ. Không à, nhưng mà tại vì em đến thì em thấy là ông là ở đây là ông lo cho bà rất là chu đáo anh chị, hàng ngày lo cho bà ăn uống đầy đủ, ông tiết kiệm ra để mà lo cho bà ăn, ông nhịn ăn. Dạ. Uống nước trà. Cái tuổi này là phải là ở nhà dưỡng rồi. Ừ. Thì phải lo tuổi này có con hay có cháu thì tôi ở nhà tôi nó khỏe biết nhiêu nói. Dạ. Đâu có đi mặn gì chứ. Thôi thì con cũng ghé thăm ông bà tí xíu. Dạ. Ông bà giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ông ráng giữ gìn sức khỏe, đi làm ít thôi. Dạ. Để nhiều khi bây giờ là gió mái đồ nắng nâu dữ lắm, đặng còn có sức khỏe đặng lo cho bà. Dạ. Chứ mà dạ. Chứ mà ông mà không đi làm nổi nữa là con không biết làm sao á nha. Dạ. 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 Tôi cũng cảm ơn mà trời trợ mãi gửi về cho vợ chồng tôi. Dạ. Tôi cũng cảm ơn. Dạ. Mấy chú mấy ở ngoại mới biết mới gửi về. Dạ. Tôi cũng cảm ơn. Dạ. 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 Trong nước và ngoài nước luôn. Dạ. Thì ai trại trợ mày nhờ có mấy chú đây mấy ấy chứ theo ấy ngoại cũng không biết. Dạ. Dạ. Thì thôi tụi con cũng về, tụi con còn đi thăm những ông bà khác nữa. Yeah. Nên là con ghé ông thông bà tí xíu thôi. Yeah. Thì ông bà cũng giữ gìn sức khỏe, khi nào mà có quà của Mạnh Thường Quân á thì tụi con sẽ quay trở lại thăm ông bà ha. Yeah. Đây là lần đầu tiên tụi con đi cái điểm nó hơi xa vậy, đi xuống tới cái vùng tận cùng của thành phố là xã Thạnh Phong, Khâu Băng. Yeah. Nên mà để tụi con cũng đi tìm hiểu coi bà con ở đây mình khó khăn như thế nào, để tụi con cũng đi giúp cho bà con mình đỡ được phần nào. Video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Dạ. Yeah.